Kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Chúng ta bắt đầu câu chuyện thời sự trong tuần với một trong hai câu chuyện mà quý vị muốn bắt đầu. Thứ nhất là cái chuyện drama ở Washington trong mấy ngày vừa rồi, và đằng sau trong cái bối cảnh đó thì lại có một cái kết quả của thăm dò ý kiến khá quan trọng, khá lớn trong năm nay của ABC và Washington Post về để tiên liệt đoán về cái kết quả của cuộc bầu cử midterm. Thì bắt đầu với cái drama Washington trong mấy ngày vừa rồi, với một lần nữa thì lại có một cuốn sách sắp sửa xuất bản vào ngày 11 tháng 9 này của tác giả Bob Woodward này, viết về tình hình nội bộ trong tòa Bạch Ốc trong 2 năm vừa rồi. Anh chú Quân đã có điểm đọc qua các bài điểm sách và thấy là đây không phải là cuốn đầu tiên phải không ạ? Nhưng tại sao nó lại gây sóng gió nhiều? Ở đây thật ra đó, thì mình cũng thấy là cái cuốn sách này nó chưa ra, thành ra mình có những cái comment, những cái là điểm sách phía này, nhưng mà mình chưa có cuốn sách mà chưa đọc được. Đó là một. Cái thứ hai đó là nó chỉ chứng nhận thêm, tại vì đây đó nói về Tổng thống Trump đó, thì đâu có phải là cuốn sách đầu tiên. Đây là cuốn sách thứ hai, thứ ba thì đúng hơn, tại vì một cuốn sách xưa hai đó là do một cô Omarosa Fire and Fury năm ngoái, và năm nay đã có một cuốn rồi, cuốn này thành ra ba. Cuốn này là cuốn thứ ba, nhưng mà cái đặc biệt đó là cái người viết là ông Woodward, mà ông Woodward thì là ông được mấy cái Pulitzer chứ không phải không, và do đó ông này viết đó thì là chứng cớ phải có rõ ràng, chứ không có phải là tại vì ông ta cũng biết là ông Trump, ai cũng biết là ông Trump là vua nói không có đúng sự thật. Cái thứ hai nữa, ông đổi ý kiến, hôm trước nói này, hôm sau nói khác. Thành ra nhiều người họ thấy nghĩa là nói về cái những cái gì nó xảy ra trong cái nội bộ của Tổng thống phủ. Nói chung nó cho rất nhiều người như gọi là nhân chứng trong cuốn sách này cũng trả lời trong cái hoàn cảnh là phải ẩn danh, phải không? Cho nên trong trường hợp đó thì cái uy tín của người tác giả quan trọng. Tại sao Bob Woodward lại hơn được những tác giả khác? Tôi thấy là ông Bob Woodward thì có cái đặc biệt, cái là ông có lấy tape hết, nghĩa là có tape cả ông tổng thống nữa. Đó là một. Cái thứ hai nữa, thành ra viết cái này nó cũng dễ bị kiện lắm nếu mà nói không trúng. Thành ra ví dụ như là ông nói là ông Mattis, John Mattis, hay là ông Kelly nói, John Mattis nói là ông này lớp 5, lớp 6 thôi. Nhưng mà khi ông ta có nói là ông ta không có nói, nhưng mà tất cả câu chuyện mà nói về cái đó thì ông ta đâu có nói là cái chuyện đó không có. Chỉ có nói là tôi không có nói ông này là sixth grader, hay là tôi không có nói ông này là idiot, hay là gì thôi. Thì ở đây đó, cái chuyện đó quý vị cũng biết là đây nó làm cái khó khăn, nhưng mà cuốn sách đó, nó lại đi theo với một cái bài của trên New York Times. Vì cái ông New York Times này thì là một người... Chú nói về một cái bài bình luận mà vừa mới xuất hiện khoảng 2 ngày chứ. Hôm thứ Tư, ngán quá. Mà cái đó nó là cái quan trọng, là tại vì cái này thì là tiếng nói Cộng hòa ở trong... Tổng thống phủ nói ra những cái gì mà nghĩa là ông ta thấy. Thành ra cái này nó là tôi thấy là cái ảnh hưởng nó rất là nhiều. Và rốt cuộc quý vị thấy là Tổng thống Trump bây giờ 2 năm, nhưng mà thấy có cái gì mà đặc biệt lắm không? Thì mình thấy là bây giờ là ông ta bị tứ phía đánh, nghĩa là đi ủi người ta quá, đi ăn hiếp người ta quá, thì bây giờ thấy tứ phía nó tới nó làm, thì ở đây đó nó sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều trong cái cuộc bầu cử tới này, tháng 11 này. Đó là một. Cái thứ hai nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều cái chính sách của Hoa Kỳ. Anh Nguyên nghĩ là Bob Woodward có phải là một cái tác giả mà có được một gọi là có được sự khách quan luôn viết so với lại cuốn Fire and Fury, rõ ràng là muốn đả phá ông Trump. Ông Bob Woodward là ông này là ông ở trong nghề báo trên 40 năm ở dưới Washington Post. Ông ta đã từng cover cái vấn đề là cái ông Nixon
trong cái vụ mà Watergate. Là chính ông ta cũng nổi tiếng là cái bài mà Investigator, tức là bài report báo tường trình mà có tính cách là phóng sự điều tra. Phóng sự điều tra. Rồi nổi tiếng, ông ta nhận được hai giải Pulitzer. Giải Pulitzer là giải báo chí nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ông ta nhận được hai giải, và ông ta ngoài cái đó là ông ta còn viết về cái triều đại Clinton, về cái vụ đánh Iraq của ông George W. Bush. Tức là ông ta là người được cái trong cái giới truyền thông cũng như giới độc giả tin tưởng là ông ta là cái người là nhà báo chuyên nghiệp và viết thì nói có sách marketing. Thành ra do đó mà trong cái tới triều đại của ông Tổng thống Trump thì ông viết quyển sách. Nhà như anh Quân có nói đó, thì ông cũng biết là viết ra thì vấn đề kiện tụng có thể dễ dàng, và sự tấn công viết với ông Tổng thống mà nói không đúng là sự tấn công cũng dễ dàng. Thành ra ông ta là luôn luôn ông ta là thô băng và có những cái chứng cứ để ông ta backup. Ông ta trong trường hợp có kiện tụng có gì thì ông ta có chứng cứ để ông ta chứng minh. Nhưng mà cái giới mà gọi là cung cấp tin tức cho ông á, thì yêu cầu ông á, là không được nói tên tuổi ra. Bởi vì họ đang phục vụ trong cái chính quyền ông Trump, cũng như là những người đã từng phục vụ trong cái chính quyền ông Trump. Thì do đó mà nó tạo một cái credibility, một cái sự tin tưởng của rất là đông của người Mỹ về cái vấn đề khả tính của cuốn sách. Thành ra do đó mà Tổng thống Trump ông rất là bực bội về cuốn sách này. Và chúng ta thấy có cái cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Trump và cái ông Bob Woodward, thì ông Trump muốn phàn nàn tại sao không cho ông tham dự trong cuốn sách này. Thì ông có nói rõ là ông đã tới liên lạc tới 6 người, trong đó ông có ông nghị sĩ Graham, có bà Kelly Conway, có rất là nhiều người, nhưng mà ông Trump ông giống như là ông không có lờ đi. Thì do đó mà ông nói là ông không có muốn phỏng vấn ông Trump là không đúng, mà ông tới 6 nguồn lận mà ông hoàn toàn bị thất bại. Thì trở lại cái vấn đề là cái cuốn sách này khi mà được đưa ra vào ngày 9/11, tức là cái kỷ niệm là tấn công hai tòa tháp đôi. Nhưng mà cái ấn bản á, thì những báo chí họ đã có trước và họ coi như họ điểm sách. Thì trong cái điểm sách đó chúng ta thấy rõ ràng là nó gây cái thiệt hại lớn cho ông Tổng thống Trump. Thì những người mà nói đây là những người trong cái chính quyền, trong cái nội các của ông ta, chứ không phải là bên đảng Dân Chủ. Và theo cái nhìn của tôi á, đây là qua những cái gì từ cái cuốn sách đó, rồi một ngày sau lại có cái thơ nè, cái editorial trên New York Times mà cái người ẩn danh mà New York Times biết đó là ai nhưng mà không nói ra, nhưng mà sớm muộn gì thì nó sẽ cũng biết là người đó là ai. Bởi vì người đó không nói ra là bởi vì hiện giờ là giới chức cao cấp trong chính quyền của ông Trump. Thì người ta nói là chỉ có 13 người trong giới chức cao cấp đó, thì một trong 13 người đó từ cái ông Gan là luật sư của ông Trump mà sắp bước xuống, cho tới ông Kelly, cho tới ông Mattis, cho tới ông Sessin, cho tới một số người nhân vật khác nữa, thì kể cả phó tổng thống kể cả phó tổng thống Ben. Nhưng mà nói tới đây, điều này tôi thấy là có một điểm mà tôi, đây là vẫn là cái quan sát của tôi thôi, thực tế nó như thế nào thì sẽ coi như thế nào, là bên phía Cộng hòa đó có cảm thấy, nhất là Cộng hòa establishment, tức là Cộng hòa truyền thống, cảm thấy là ông Trump ông vô ngang cái đảng Cộng hòa, ông mới vô đây thôi và ông hijack cái đảng Cộng hòa và ông xỏ mũi đảng Cộng hòa, ông dẫn đi lâu nay. Và Cộng hòa chấp nhận bị xỏ mũi dẫn đi thời gian, nhưng mà sau thời gian Cộng hòa cảm thấy, Cộng hòa truyền thống cảm thấy là nó đi ngược với cái những cái value của Cộng hòa truyền thống. Thành ra do đó mà họ đang chuẩn bị cái chuyện là họ chấp nhận thua trong cái cuộc bầu cử midterm. Midterm là bầu cử, nó không phải grand prize, không phải là cái giải độc đắc. Tức là cuộc bầu cử quốc hội. Quốc hội thôi. Sắp tới thì họ sẽ chấp nhận là có thể thua trong cái cuộc bầu cử quốc hội. Và họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử grand prize, bầu cử tổng thống năm 2020. Mà bầu cử tổng thống năm 2020 á, thì họ phải thắng cái tổng thống. Mà thắng tổng thống thì cách hay nhất của họ là phải cho ông Pence lên ngay lúc này. Để ông ra tranh cử với tư cách tổng thống á, là ông có cái thế thắng cao hơn là cái thế mà ứng cử viên tranh trong nội bộ. Thành ra do đó tôi thấy đây là hình như là cái game của Cộng hòa truyền thống, là chuẩn bị dư luận
mà đây là chuẩn bị dư luận để mà áp dụng cái điều khoản 25 trong hiến pháp. Mà điều khoản 25 trong hiến pháp, anh đang nói tu chính án thứ 25. Nó đúng là thứ 25 là trong trường hợp tổng thống không có khả năng hành xử cái vai trò tổng thống thì phó tổng thống họp với nội các và cái bỏ phiếu là đa số khoảng 2/3 bỏ phiếu là ông tổng thống là không đủ cái khả năng để mà thi hành cái chức tổng thống thì ông phải xuống để ông phó tổng thống lên. Thì tôi nghĩ là đây là có thể là cái game của Cộng hòa truyền thống. Xin quý khán giả tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại trong sau phần thông tin thương mại.